Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Lục Sĩ. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui với gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay chúng ta vẫn có những cái sản phẩm hàng tuyển của shop đồ sĩ hiệu này các bác. Ngày hôm nay thì em có những chiếc quần tây và những chiếc áo sơ mi hàng đẹp nhất, hàng tuyển, hàng mới về của bên em nhé. Và giá bán của mỗi sản phẩm thì nó sẽ phụ thuộc thứ nhất vào thương hiệu này, độ mới này và cái độ hiếm của từng sản phẩm nha các bác. Thì bên em sẽ điều chỉnh cái giá nó phù hợp nhất với từng sản phẩm. Còn một khi mà bên em đã lên hàng tuyển thì các bác cứ yên tâm, độ mới của sản phẩm nó sẽ rất là cao. Bởi vì đây là những cái sản phẩm mới nhất trong cái thị trường đồ si mà các bác có thể mua rồi ạ. Và mã của chúng ta ngày hôm nay thì em sẽ bắt đầu bằng mã A nha, mã A1 cho tới mã A36. Và trước khi em vào những cái sản phẩm này thì em xin một phút để nói qua một chút về cái hình thức mua hàng của bên em nha. Để đặt hàng thì các bác có thể nhắn tin này, kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp với cái số hotline bên em ghi bên phía góc màn hình này. Thì cái hình thức mà chốt đơn nó nhanh gọn chính xác nhất thì các bác cứ kết bạn Zalo với em đi, gửi cho em cái mã của sản phẩm, bên em sẽ tiến hành lấy thông tin đóng gói hàng và ship hàng đi cho các bác trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày tùy khoảng cách và tùy vùng miền nha. Và tất cả những cái sản phẩm bên em đều bao về, thứ nhất độ mới này, chất lượng cao, hàng hiệu chính hãng và free ship toàn quốc. Khi các bác nhận hàng thì vẫn kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nha. Với những khách hàng mới lần đầu tiên mua hàng ở bên em thì hóa đơn từ 300.000 trở lên, vui lòng cặp giúp em thì bên em đi đơn nha. Cái lý do vì sao mà bên em thu cặp của khách hàng mới, bởi vì bản chất của những cái sản phẩm này đều là hàng tuyển và một mã thì sẽ có rất là nhiều người mua. Nên nếu mà khách hàng mới các bác thực sự muốn mua cái sản phẩm này, muốn sở hữu cái sản phẩm này thì vui lòng cặp giúp em nha. Còn những cái đơn hàng sau thì bên em sẽ ship code đi cho các bác bình thường. Rồi, em vào mã A1 này. A1 thì em lên cho các bác một sản phẩm quần tây, có thể gọi là ngắn gọn, dễ hiểu là quần tây nha các bác, quần công sở. Chúng ta đến với một sản phẩm của thương hiệu Mood Singwear, hàng của Nhật Bản nha các bác. Và tất cả những cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì đều khui ở kiện Nhật. Ngoài những cái sản phẩm đến từ Nhật Bản thì chúng ta vẫn có những cái sản phẩm của những thương hiệu lớn, đến từ những cái thương hiệu lớn đó, và được sản xuất tại Mỹ, sản xuất tại Nhật, sản xuất tại Trung Quốc, đầy đủ các mặt hàng, các thương hiệu cho các bác lựa chọn nha. Rồi, một con mút sinh viên cho các bác. Phối màu cũng rất là đẹp, chúng ta đến với một phối màu xám nha. Riêng về cái sản phẩm quần tây thì thường các bác mua quần tây thì các bác sẽ đi ra tiệm may đúng không ạ? Đó là cái cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất để các bác có sở hữu được một con quần tây mà nó phù hợp với cái số đo của các bác theo cái form mà các bác thích. Nhưng những cái sản phẩm quần tây này thì bên em nhập về dành cho những khách hàng nào người ta không có thời gian người ta đi may đồ nha. Người ta không có thời gian người ta đi may đồ và người ta có thể mua trực tiếp ở trên line luôn. Thì đó là lý do vì sao mà em về cho các bác khoảng 15 mã quần tây thôi, không có nhiều đâu. Bởi vì bản chất quần tây thì các bác phải đi may thì nó mới đẹp, nó mới vừa vặn với cái thông số của các bác. Nhưng mà cái sản phẩm này thì đặc biệt dành cho những người không có thời gian và đi may nha. Và nó cũng phù hợp cho các bác nào mà đang tìm kiếm một sản phẩm quần tây, quần công sở của những cái thương hiệu lớn với cái chất liệu của sản phẩm nó tốt thì các bác có thể lấy nha. Rồi mã đầu tiên nhá, một con Mood Singwear của Nhật Bản. Con này thì vòng bụng 90, dài 100, ống 24, các bác lưu ý giúp em nhé. Tất cả những cái thông số của sản phẩm bao gồm vòng eo này, chiều dài của quần này và độ rộng của ống quần. Ống quần thì bên em sẽ đo cái phần này nhé. Đó, ống quần thì bên em sẽ đo cái phần này cho các bác. Mã đầu tiên cho em nhé, mã A1. A1 này, màu rất là đẹp và chất liệu của sản phẩm nó cũng rất là tốt nhé. Đây, vải của nó thì cũng thuộc cái dạng vải rất là cao cấp rồi. A2 này, A2 thì em đến với một sản phẩm của thằng Classy. Con này thì nó design in France, nó là một cái thương hiệu, một cái nhánh của Pháp nha các bác, một cái thương hiệu của Pháp. Rồi, con này thì phối kẻ quần tây công sở, chất liệu thì cực kỳ cao cấp luôn nha các bác. Chất liệu của nó rất là cao cấp, độ mới quần rất là cao. Và sản phẩm này ngày hôm nay bên em bán cho các bác mức giá nó cũng chỉ 230.000 thôi, 230.000 bao ship toàn quốc nha. Các bác có thể mua một bộ nha. Các bác nào mà đã mua rất là nhiều sơ mi rồi mà thiếu quần tây đấy, thì các bác có thể lấy một hai mã về mình phối với những chiếc áo sơ mi như thế này cho em nhé. Các bác có thể lấy theo bộ. Và một bộ này thì đâu đó nó rơi vào tầm cũng chỉ 400-500.000 thôi. Thì đổi lại thì các bác vẫn nhận lại được những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng nha. Rồi, mã A2 cho em 230.000 nha. Một con quần tây rất đẹp, chất liệu là rất là cao cấp nha các bác. Và phối kẻ thì
Mấy cái màu này thì mặt nó rất là sang, nó rất là sang. Tiếp theo này, mặt A3 em lên cho các bác một sản phẩm quần tây luôn. Và đây là dòng là một con này cũng có thể nói là một con quần rất là đẹp nhé. Chúng ta đến với một sản phẩm của thương hiệu Nike. Nike nha các bác, chúng ta vẫn có hệ thống chính hãng của Nike ở đây. Và đặc biệt, vì sao mà em nói đây là một con quần nó khá là hiếm, bởi vì nó là dòng quần Nike Hope. Nó được collab với tay gốc nổi tiếng thế giới, nó là Tiger Woods nha các bác. Đó là cái lý do vì sao những con quần này nó rất là hiếm trên cái thị trường đồ si. Con này thì độ mới hoàn hảo nha các bác. Dòng quần tây chơi gốc thì các bác cứ yên tâm. Nó, cái chất liệu của nó cực kỳ cao cấp và nó đến từ thương hiệu Nike. Một con quần này các bác mua mới thì nó phải trên 2 triệu một mã nha. Đây, chúng ta sẽ có một cái logo của truyền thống của thằng Nike và Tiger Woods đây. Màu đen nha các bác, form ống suông, chất liệu thì siêu cao cấp rồi. Hàng của Nike thì nó làm thì các bác cứ yên tâm đi. Các bác mua thì nó sẽ xứng đáng từng nghìn một nhé, từng nghìn từng xu một. Mặt A3 cho em nhé, A3 con này bụng 80 này, 280.000 nhé. Độ mới quần là như một con quần mới luôn nhé. A4 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Chavilo Lee. Con này thì cũng hàng của Nhật Bản luôn nhé, hàng gia công của Nhật Bản luôn, một cái thương hiệu của Nhật nha các bác. Chúng ta vẫn đến với một form ống suông và vẫn là một cái chất liệu cực kỳ cao cấp luôn nha các bác. Ngày hôm nay quần tây thì em chỉ có 15 mã thôi, một cái kiện 100kg thì lấy được có 15 mã thôi nhé. Các bác cứ yên tâm, sản phẩm nào thì chất lượng nó cũng rất là cao, nó là hàng tuyển hết nha các bác. Bản thân em là một người chuyên đi khui kiện, chuyên đi lấy hàng nước đầu thì em rất là khó tính với những cái sản phẩm như thế này. Đây, 15 mã thôi, không có hơn đâu nha các bác. Rồi, mặt A4 cho em nhé, A4 bụng 86 cho em, bụng 86 cho em nhé. Và cái giá bán của em ngày hôm nay với những cái sản phẩm quần tây như thế này thì có thể nói là nó rất là rẻ rồi, nó rất rẻ nha. Bởi vì có thể em sẽ tính tới cái phương án là các bác nào mà vẫn muốn mua một con quần này trong cái trường hợp nó không vừa size thì các bác có thể bỏ thêm một chút tiền nữa các bác về sửa lại quần các bác mặc nha. Đó là cái lý do vì sao mà hàng quần tuyển nhà bên em bán có hơn 200.000 cho một mã nha. Đây, mặt A5 cho em, chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Uniqlo nha. Con này thì quần công sở của nhà Uniqlo Nhật Bản. Chúng ta có hệ thống tem code chính hãng của Uniqlo đây nha các bác. Và chúng ta vẫn đến với một cái phối màu rất là sang. Và chất liệu của quần Uniqlo thì chúng ta cũng không phải giới thiệu nhiều nữa. Nó là một cái thương hiệu tầm trung, trên tầm trung một chút, nhưng mà nó rất đầu tư về cái mặt chất liệu của sản phẩm nha. Đây, một con quần này các bác mua mới ở trong hãng của nó thì cũng tầm đâu đó trên 1 triệu thôi. Nó cũng không có quá đắt và cũng không có quá rẻ. Còn khi mà các bác đã mua trên cái thị trường đồ si thì nó đâu đó hơn 200.000. Và cái mã này bên em bán cho các bác chỉ có hơn 200.000, 230.000 cho mã quần này cho em nhé. 230.000. Vẫn là cái phối quần suông. Đó. Một con quần độ mới như một con quần mới và nó rất là chỉnh chu nha. Các bác đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Rồi, mã A5 cho em nhé, bụng 84, 230.000. A6 thì chúng ta đến với một cái thương hiệu cũng khá lớn nhé. Chúng ta đến với một con quần tây của nhà Burberry này. Chúng ta đến với một con Burberry form ống suông nha các bác. Đây, với mấy con hàng hiệu như thế này, nếu mà các bác mặc không vừa, các bác về mặc sửa lại cho em nhé. Về sửa lại mặc cho em. Con này em sẽ để cho các bác mức giá là chỉ có 260.000 cho mã quần tây của nhà Burberry nha các bác. Đây, nói đến Burberry thì các bác cũng biết rồi, hàng của nó thuộc vào cái phân khúc luxury rồi, và sản phẩm của nó bán thì cũng rất là cao nha các bác. Một con quần như thế này thì bên em bán giá 260.000 với cái lý do vì sao? Bên em sẽ trừ cái chi phí cho các bác về, các bác có thể sửa lại các bác mặc nhé. Bởi vì vòng bụng con này 94, vòng bụng con này 94 nha các bác. Đó, một con quần ống suông với cái size nó cũng khá lớn, nên các bác có thể lấy con này mình về mình sửa lại cho em nhé. 260.000. Mã A6 cho em, hàng chính hãng Burberry London. A7 thì chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Bears. Con này được sản xuất tại Turkey nhé, nó được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đến với một con quần tây với form là ống chun nhé, à bụng chun nha các bác, bụng chun co giãn nhé. Con này vòng bụng 80 thì nó co giãn ra được tầm 85 cho em nhé. Đây, form quần ống suông nhưng với cái bụng là bụng mà ống chun nhé, phía trước thì nó có dây rút cho các bác điều chỉnh này. Một sản phẩm được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chất liệu vải thì cũng là cái chất liệu rất là cao cấp nha các bác. Và một con quần này thì nó cũng mới như một con quần mới luôn. Đó.
phía sau thì nó vẫn không có túi đâu. Con này phía sau không có túi nha các bác. Túi này nó làm túi giả thôi. Con này đặc biệt là con này không có túi luôn. Nó chỉ có hai cái túi hai bên như này thôi. Nó chỉ có hai túi trước thôi nhé. Túi sau nó không có túi nha các bác. Độ mới quần là hoàn hảo cho em nhé. Một sản phẩm được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi, mã A7 cho em 250.000. Mới, rất mới nha các bác. Rất mới. A8 này. A8 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Linh. Một con quần tây. À, thằng này có Musingwear luôn nhé. Musingwear này, hệ thống tem code của nó sẽ đến từ Nhật Bản cho em nhé. Một con quần tây của Nhật phối màu đen nha các bác. Một con quần phối đơn giản thôi, không có gì đặc biệt cả. Đây, một con quần tây form ống suông của nhà Musingwear, hàng Nhật Bản nha các bác. Hàng của Nhật Bản, phối một màu đen đơn giản thôi. Con này thì bên em sẽ bán cho bác mức giá là 160.000. 160.000 nhé. Độ mới quần thì nó như một con quần mới luôn cho em. Bụng 86, 160.000. Vì sao mà bán cho các bác mức giá 160.000? Chắc chắn nó phải có vấn đề nhé. Cái phần khóa kéo này nó bị vôi hóa này các bác. Đó, thì nó đang bị kẹt khóa ở đây này. Các bác về tự xử lý cho em nhé. Cái này bác cha, bác nhà nào mà bác nào mà có cái dung dịch gì mà chuyên tra và đồ han gì này, các bác tra vào cho em nhé, thì nó sẽ hoạt động được. Đây, đó, nó bị vôi hóa nha các bác. Nó bị oxy hóa đấy. 160.000 nha các bác. Quần rất là mới nhưng mà nó có lỗi nhỏ, thì các em sẽ trừ cái chi phí sửa chữa đi cho các bác nhé. Mà A8 cho em này, 160.000. A9 chúng ta đến với một sản phẩm thằng Linh. Thằng này mới gọi là hàng của Mỹ này. Con này cũng là phối kẻ caro nhưng sẽ đến một, sẽ đến từ một cái thương hiệu của Mỹ nha các bạn. Tại vì ngày hôm nay em khui 3-4 kiện nên giờ người nó hơi mệt một chút, nên các bác nghe có vẻ nó hơi thiếu năng lượng một chút thì các bác thông cảm nhé. Chúng ta đến với một con Linh hàng của Mỹ nha các bác. Và dòng này là dòng Golf. Cái chất liệu của nó thì rất là cao cấp rồi. Form là form ống suông cho em luôn, form ống suông nhé. Con này bụng 94 cho em này, bụng 94, 230.000, bụng 94, 230.000 nhé. Chất liệu của nó rất là cao cấp. Con này thì có một túi phía sau, hai túi phía sau nhé, hai túi phía sau và hai túi phía trước. Thiết kế của nó rất là đẹp. Rồi, tiếp theo này, em lên cho các bác một sản phẩm của thằng con này cũng là một con quần rất là đẹp. Các bác phải lấy con này cho em nhé. Chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Das London. Một con quần tây của Das London nhé. Và cái logo của nó được làm bằng kim loại mạ vàng ở phía phần con đĩa của quần này. Con này thì chất nó rất là dày dặn. Con này chất nó sẽ rất là dày nhé. Nó dày hơn mấy con kia rất là nhiều. Chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Das London. Đây, logo của Das London nha các bác. Con này chất của nó rất là dày. Chất của nó rất là dày. Ngày hôm nay khui khá là nhiều kiện các bác. Và trong cái quá trình khui kiện thì phải đeo khẩu trang và nó rất là thiếu oxy, nên bây giờ người em nó hơi mệt mệt một chút, nên ngày hôm nay nói nó hơi bị trầm trầm một chút thì các bác thông cảm cho em nhé. Nhưng bù lại ngày hôm nay thì toàn sản phẩm đẹp cho các bác. Rồi, con này mã A10 cho em nhé, 260.000, bộ 86. Con này chất thì nó rất là dày dặn nhé, và nó đến từ một cái thương hiệu quá lớn rồi, Das London. Tiếp theo này, mã A11 thì em lên cho các bác một sản phẩm của nhà Musingwear, vẫn là một con Musingwear nhé, USA. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Mỹ, nhưng mà hầu hết những cái sản phẩm của nó thì sẽ được sản xuất tại Nhật Bản nha các bác. Chúng ta đến với một con quần với cái chất liệu là nó sẽ hơi co giãn nhẹ nhé. Cái chất nó cảm giác nó giống như cái chất thể thao nha các bác. Nó rất là mịn và nó rất là nhẹ nhàng nha các bác. Chắc chắn những cái con này các bác mặc lên người thì các bác sẽ thấy cái sự khác biệt từ cái chất liệu nó mang lại cho các bác nhé. Và phía sau thì nó sẽ có những cái dòng chữ của Musingwear, nó thêu 100% phía sau quần, phối màu nâu đất rất đẹp. Và chúng ta có một cái logo con chim cánh cụt của Musingwear nó theo phía sau này. Con này vòng bụng của nó là 100 nhé. Con này vòng bụng 100. Vòng bụng cũng khá là lớn, nên bên em sẽ bán cho các bác mức giá là 230.000. Rất là rẻ. Cho các bác về các bác có thể sửa lại các bác mặc nhé. Còn các bác nào mà vòng bụng vừa rồi thì thôi. Mã A11. A12 chúng ta đến với một sản phẩm mà để kiểm tra một chút nhé. À, con này là hàng của Nhật Bản nhé. Con này hàng của Nhật Bản, gia công sản xuất tại Nhật Bản luôn. Hệ thống tem code của nó sẽ nằm ở túi sau nha các bác. Rồi, con này vòng bụng, con này vòng bụng của nó là 84 cho em nhé. 84, mã A15 cho em. Một con quần tây ống suông này, quần công sở ống suông với cái chất liệu rất là cao cấp. Đây, các bác nhìn cái chất liệu và cái phối màu của nó cho em nhé.
quần thì mới kính con luôn, như một con quần mới luôn nha các bạn, như một con quần mới luôn. Mà A12 cho em, bụng con này bụng 84, size rất là đẹp luôn. 230.000 bao ship này, 230.000 bao ship. Đây. Riêng với dòng quần tây thì cái lô quần tây này thì em lấy về theo cái yêu cầu của khách hàng thôi. Cái yêu cầu của khách hàng thôi. Bởi vì các bác cứ hình dung ra một cái kiện nó 100 kg mà tổng cái quần mình khui ra nó tầm 200-250 con quần mà lấy được 15 con với các bác thì làm gì có lợi nhuận đúng không ạ? Điều đó là sự thật nha các bác. Đây, nên các bác nào mua quần tây thì vui lòng mình chốt thật là chắc giúp em nhé. Bởi vì cái lô quần tây này bán là không có lợi nhuận được đâu ạ. Tiếp tục chúng ta đến với một sản phẩm được sản xuất ở Nhật Bản nhé. Một con quần của Nhật Bản. Hệ thống tem cốt của nó cũng của Nhật luôn. Con này thì em đánh giá cao về cái phần chất liệu và cái phần thiết kế của nó nhé. Con này chất của nó thì cũng rất là dày dặn nhé. Bác nào thích cái form quần tây mà cái chất liệu nó dày dặn thì các bác có thể lấy nhé. Rồi, chúng ta vẫn đến những cái logo nó làm bằng kim loại nó phối cho các bác này. Đây, quần thì nó làm cực kỳ chỉnh chu. Phía sau thì nó cũng thôi theo cái logo của nhà sản xuất luôn, của thương hiệu luôn. Form là form bóng suông cho em nhé. Chất cực kỳ dày dặn và vải của nó là cái thuộc vào những cái loại vải nó siêu cao cấp rồi. Bụng 84 cho em, size rất là đẹp luôn. Mà A13 con này cho em nhé, chỉ 260.000 thôi. Bao ship toàn quốc. Tiếp theo này, VIP 14 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng con này thì chắc chắn là nó là hàng của Das London rồi. Cầm cái chất vải lên là VIP ngay. Đây, chúng ta đến với một con Das London nha các bác. DASK Das London này. Hệ thống tem code của nó thì cũng của Nhật Bản luôn nha các bác. Rồi, con này thì cũng chẳng phải giới thiệu nhiều làm gì. Mã A14 cho em nhé. Con này bụng cũng 84 luôn, size cũng rất là đẹp luôn. Một con Das London hàng hiệu chính hãng nha các bác. Một sản phẩm này thì nó đang bán trên website của nó đâu đó là tầm hơn 100 bảng Anh nhé. Hơn 100 bảng Anh thì đâu đó tính ra tiền Việt thì nó hơn 2 triệu 2 triệu 4, 2 triệu rưỡi cho một sản phẩm quần nhé. Đấy là hàng mới nha các bác. Còn đây là hàng đồ si và hàng thục đã qua sử dụng, nên cái giá các bác mua thì nó rất là tốt rồi, bằng 1/5, 1/5 thậm chí là 1/10 của giá các bác mua mới rồi. Và cái chất lượng, cái độ mới của quần cũng chẳng thua kém gì quần mới đâu các bác. Hàng tuyển của nhà bên em thì các bác cứ yên tâm. Các bác đừng bao giờ hỏi quần mới không, phải áo mới không nhỉ, không cần phải hỏi câu hỏi đấy đâu ạ. Đây, tiếp theo em có một con Uniqlo của Nhật Bản nhé. Chúng ta đến với một con quần tây của Uniqlo Nhật Bản. Chúng ta sẽ có hệ thống tem code của Uniqlo phía bên trong quần nha các bác. Rồi, cái này vòng bụng là 86 cho em nhé. Mã quần cuối cùng này, mã A15 cho em nhé, 200.000. A15, 200.000 cho mã quần tây, form ống suông của nhà Uniqlo Nhật Bản nhé. Phối màu xám đen cho em nhé, phối màu xám đen. Chất của nó cũng rất là tốt luôn, A15 này. Rồi, bây giờ các bác đã chọn được quần rồi, các bác hãy chọn thêm áo sơ mi để mình có một cái bộ quần áo nó chỉnh chu và thực sự nó rất là đẳng cấp nhé. A16 em đây cho bác một con Giant Valentino, một cái thương hiệu đến từ Ý nhé. Giant Valentino Italy này, size của nó là size L cho em nhé, size L. Con này tầm size L của châu Âu rồi thì nó sẽ rơi vào tầm size XL của châu Á nhé. 75-80 cân mặc cho em, 75-80 cân nhé. 75 cân thì mặc theo cái form rộng rãi thoải mái, chuẩn size nhất là 80-80 cân một chút nhé. Con này độ mới của áo nó là 100% cho em nhé. Chúng ta vẫn có cái hệ thống tem code chính hãng của Giant Valentino ở trên áo đây. Con này là mới 100%. Đó, cái lý do vì sao mà khi mà các bác săn đồ si mà các bác vẫn có thể mua những cái con hàng với cái độ mới là 100% như thế này. Bởi vì bản chất đồ si bây giờ thì những cái thương hiệu lớn, những cái sản phẩm người ta bán tồn kho thì người ta sẽ không mang đi tiêu hủy nữa. Thay vào đó người ta sẽ đẩy qua hàng cứu trợ hoặc là người ta sẽ bán cho một bên thứ ba để thành một cái sản phẩm mà nó vẫn còn mới như thế này nha các bác. Nó mới 100% cho em luôn. Rồi, mã A16 cho em nhé. Và tất cả những cái thông số của áo sơ mi thì bên em vẫn sẽ cung cấp một cách cực kỳ đầy đủ và chính xác cho các bác. Những cái thông tin cơ bản của một con áo sơ mi, chiều dài áo này, chiều ngang áo và độ rộng của vai là những cái thông tin cơ bản nhất của một con áo sơ mi là bên em vẫn sẽ đo đạc đầy đủ cho các bác nhé. Tiếp theo mã A17 này. A17 thì em lên cho bác một sản phẩm của thằng Wrangler thì một cái thương hiệu đến từ Mỹ thì nó quá nổi tiếng rồi. Các bác nào chơi quần jean thì phải biết cái thương hiệu này rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì em có một con sơ mi của thương hiệu này nhé. Áo rất là mới và nó còn nguyên mùi của áo mới luôn nha các bác. Đây,
chúng ta đến với hệ thống tem cốt chính hãng của Wrangler nhé. Áo rất là đẹp, phối màu cũng rất là dễ mặc luôn. Phối này thì cái phối này thì chắc chắn là các bác em lên nó sẽ hết, lên là sẽ hết nha. Và các bác lưu ý giúp em, hiện tại bên em chỉ có chốt hàng trên Line thôi nhé, chứ bên em không, hiện tại bên em chưa có thể chụp ảnh qua Zalo, bán qua Zalo cho các bác nha. Nên những cái yêu cầu như vậy của bác thì em xin phép là chưa có thể đáp ứng được. Có thể trong thời gian tới thì bên em sẽ làm, nhưng mà hiện tại thì bên em chưa có làm được cái điều đó, nên mong tất cả các bác thông cảm giúp em nhé. Các bác cứ chốt hàng trên Line giúp em, 7 giờ tối mỗi ngày là bên em sẽ lên hàng mới mỗi ngày. Hàng mới mỗi ngày nha các bác, mỗi ngày thì chúng ta sẽ có từ 1 tới 2 kiện hàng mới về cho các bác có thể săn. Rồi, Wrangler cho em nhé. Chúng ta có một cái logo của Wrangler ở trước cái túi trước này, đổi mới áo là hoàn hảo của cho em nhé. 280.000 cho mã A77 cho em này. Con này em tư vấn cho các bác là cứ 70-75 cân mặc cho em, 75 cân, 70-75 cân, cao 1m7 đổ lại nhé. Tiếp theo A18 này. À, và các bác nếu mà các bác đã theo dõi kênh của em rồi thì bác vui lòng cho em xin một cái lượt đăng ký kênh nhé. Bởi vì chỉ khi các bác đã đăng ký kênh của em rồi thì khi mà bên em lên sản phẩm hoặc là cập nhật những cái lịch lên sản phẩm thì nó sẽ báo vào cái hệ thống trên kênh YouTube của các bác, thì các bác có thể dễ dàng mình săn đồ hơn nha các bác. Rồi, chỉ có một cái lượt đăng ký thôi nha các bác. Tiếp theo em lên cho các bác một sản phẩm của nhà Kangoo này. Kangoo này, con này thì nó dự tầm size L cho em nhé, 70-75 cân mặc đẹp cho em. Kangoo thì nó một cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi, các bác chơi đồ si thì cũng phải biết cái thương hiệu này. Đồ si, những cái thương hiệu mà nó đẳng cấp, nó xịn sò, nó không chỉ có Nike, Dad hay là Burberry đâu các nhà các bác, nó còn nhiều cái thương hiệu lắm, nó còn nhiều thương hiệu lớn lắm. Đây là một cái thương hiệu giống như vậy này các bác. Và con này thì nó phối theo cái màu là màu jean nha các bác, màu jean, màu denim, và cái chất của nó sẽ là chất extra comfort cotton, có nghĩa là cái chất cotton mà nó gần như là cao cấp nhất trong cái chất liệu cotton này các bác. Nên con này khi mà các bác mua thì các bác cũng có cơ hội trải nghiệm được một cái sản phẩm với cái chất liệu nó thực sự đẳng cấp và cao cấp nha các bác. Rồi, con này nó tầm size L cho em này, 70-75 cân mặc cho em nhé. Chất của nó thì cực kỳ dày dặn cho em luôn, một con áo nó rất là mới. Chúng ta vẫn có logo của Kangoo nó thêu ở đây cho em nhé. Mã A18 cho em này. Ngày mai thì em sẽ lên cho các bác một cái lô quần kaki, đâu đó là hơn 40 mã quần kaki nha các bác. Nhà các bác, và quần kaki của bên em thì nó cũng chỉ có hai cái dòng sản phẩm chính, một là hàng của Nhật, hai là hàng của Mỹ nha các bác. Tiếp theo em có một con Clever, con này thì chắc chắn nó cũng là một trong những con sơ mi rất là nhiều người hỏi luôn. Đây, chúng ta có một con là Clever. Hôm nay em hơi mệt một chút nên các bác thông cảm nhé, nói cảm giác nó hơi hụt hơi. Hệ thống tem cốt tem chin của nó đầy đủ nhé, chất của nó sẽ thuộc vào cái dòng chất sơ mi lụa nha các bác, chứ nó không phải là chất lụa nhé, nó giống như là cái chất sơ mi lụa. Thì cái chất của nó em giới thiệu một chút thì nó sẽ giống như là, gọi như thế nào ta, nó giống như là cái chất sơ mi lụa nha, nên nó mặc nó sẽ rất là mát và nó sẽ rất là mịn như thế này đây. Và khi các bác mặc lên và các bác mặc cho em thêm một con quần tây nữa thôi, nó mang lại cái cảm giác rất là khá là chạy nha. Nói vui một chút thì nhìn khá là chạy và nhìn khá là phong cách, giống như phong cách của mấy mafia của Ý các bác. Ngày mai thì em sẽ phối cho các bác thử một cái bộ cho các bác nhìn nhé. Và các bác đeo dưới cho em một cái đôi giày tây thôi, thực sự là cực kỳ chất nha các bác. Và những con áo sơ mi hàng tuyển của bên em thì mỗi mã thì nó chỉ có một mẫu thôi. À, mỗi mẫu thì nó chỉ có một mã duy nhất, một sản phẩm duy nhất, không có cái thứ hai đâu. Đó cũng là một cái điều cực kỳ đặc biệt mà những cái sản phẩm đồ si có thể mang lại cho các bác nhé. Ví dụ các bác đi ăn cưới, các bác vào một cái buổi tiệc nào đó, đâu đó có vài nghìn người, các bác mặc một con áo này thì làm sao mà đụng hàng được, đúng không? Làm sao mà đụng hàng được. Các bác mặc một con áo của Adidas, Nike, đôi khi các bác nhìn đầy người ta sẽ mặc cái áo đó giống bác. Thì các bác mặc một cái áo như thế này cho em đi, không bao giờ bị đụng hàng đâu. Và cái chất liệu của nó vẫn toát ra một cái vẻ cực kỳ là cao cấp và sang chảnh nha các bác. Và thực sự nó là một cái thương hiệu lớn và nó chất lượng thật sự nha các bác. Rồi, con này tầm size L cho em nhé, 70-80 cân mặc cho em, 70-80 cân nhé. Con này 70 cân mặc theo form rộng rãi, chuẩn size nhất là 75-80 cân mặc bán này cho em nhé. A19 cho em này, A19 cho em nhé. Quá thông cảm em nhé, bởi vì cái khu phố em đang ở thì hiện tại người ta chuẩn bị, người ta đua xuồng đua ghe nên nó hơi ổn một chút, các bác thông cảm nhé. Tiếp theo này, mặt A20 em lên cho bác một sản phẩm của nhà Jungle Store.
Con này là áo jean nha các bác, chất liệu là cotton 100%, size của nó là size L. Hệ thống tem code của chúng ta sẽ đến từ Nhật Bản nha các bác. Một con hàng của Nhật Bản và chúng ta đến với một con áo jean phối màu cũng cực kỳ đẹp cho các bác đây. A20 cho em, con này chuẩn size L cho em nhé. 70-75 cân mặc đẹp cho em. Chất liệu cotton 100%, cực kỳ dày dặn. Và chúng ta đến với một cái phối màu cũng rất là hiếm luôn ạ. Rất là hiếm nha các bác. Đó, mấy con này thì các bác phối cũng đơn giản thôi. Mấy cái màu sáng sáng như thế này các bác mặc dưới cho em một con quần trắng nhé. Các bác mặc dưới cho em một con quần trắng. Đó, nó sẽ ra một cái bộ đồ thực sự nó rất là đẳng cấp. Và thực sự các bác mặc mấy con người, mấy cái bộ này lên người thì nhìn mình kiểu như rất là có gu trong thời trang. Và thời trang bây giờ nó cũng chẳng phân biệt độ tuổi hay giới tính đâu các bác. Các bác cứ thấy đẹp là các bác mặc cho em nhé. A21 này, em lên cho các bác một sản phẩm của thằng Montori Club. Và con này thì nó cũng là con quá là đẹp rồi, quá là đẹp rồi. Thực sự em là một cái thằng thực sự rất là mê sơ mi nha các bác. Thật sự rất là mê sơ mi và rất là cuồng sơ mi luôn. Cầm những con sơ mi trên này trên tay là thực sự em không có muốn bán cho các bác đâu. Em rất muốn giữ lại để mặc nha. Nhưng mà cái nghề của em thì em phải kìm những cái sự tham lam lại các bác. Rồi, con này là phối cổ tròn cho em này. Các bạn nhìn cái một con sơ mi nó phối màu như thế này. Đó, đây là cái giá trị của một cái sản phẩm đồ xi mang lại cho các bác này. Thứ nhất, nó rất là rẻ. Các bác mua thì nó bằng 1/5, 1/10 giá chính hãng thôi. Thứ hai, với cái giá tiền rẻ thì các bác vẫn đổi lại những con sơ mi với các chất liệu cao cấp như thế này, những con hàng rất là đẳng cấp như thế này. Và thứ ba là độ hiếm của nó nha các bác. Các bác mặc thì rất khó có thể bị đụng hàng các bác. Đôi khi các bác mặc một áo đẹp lên, bạn bè người thân các bác hỏi mua ở đâu, bao nhiêu tiền, các bác cứ tự tin nói cho em là 2-3 triệu chắc chắn người ta vẫn sẽ nghĩ đó là sự thật, bởi vì đó là sự thật mà, đúng không? Đây ạ. Và trong khi đó các bác mua có mấy trăm nghìn thôi. Đó là cái giá trị của đồ xi mang lại nha các bác. Rất đẹp nha các bác. Phối đẹp không ạ? Tại vì em đang mê sơ mi nên một con sơ mi đẹp thì em giới thiệu hơi nhiều một chút, các bác thông cảm nhé. Con này tầm size L cho em ạ. Không, bây giờ tập trung bán hàng này, không nói linh tinh nữa nha các bác. Con này 70-80 cân mặc cho em, đẹp nhất là 75-80 cân nhé. A22, chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Perplex. Con này thì hàng của Hàn Quốc luôn cho em, con này hàng của Nhật Bản nha các bác. Size của nó là size L, nhưng mà form này nó sẽ mặc theo cái kiểu phóng khoáng rộng rãi nha các bác. Con này thì bên em đã mặc, em đã mặc lên line rồi rồi này. Chất của nó thì vẫn là gọi là cái chất rất là đẹp luôn. Đó, bác nào mà đang cần một con sơ mi mà theo cái phong cách mà nó trẻ trung này, nó mấy con này thì các bác phù hợp các bác đi du lịch hoặc là các bác sử dụng vào những cái bữa tiệc vui vẻ chút, mình đi sinh nhật ấy, hay là mình đi đám cưới ấy. Các bác mặc mấy con này cho em, mặc dưới một con quần tây và đi một đôi giày đen, đeo vào một đôi kính râm nữa thôi. Chất liệu của nó thì quá là đẹp rồi. Những con nào mà em đã mặc lên line đấy thì các bác cứ yên tâm, nó là những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng nha các bác. Đây, con này thì thông số của nó bác nào là tầm 1m7 nhé, 1m7 cho em này, và nặng từ 70 tới 85 cân mặc cho em. 70-75 cân thì các bác mặc theo cái form mà nó thùng thình, nó rộng rãi đấy, nó kiểu phóng khoáng một chút nha, chuẩn size nhất. Nếu các bác muốn mặc vừa vặn thì 80-85 cân cao 1m7 trở lại cho em. Còn 70-75 cân các bác mặc theo cái form rộng rãi, thùng thình, phóng khoáng nha, vui vẻ. Đó. Tiếp theo này, mã A23 lên cho bác một sản phẩm của thằng Relaxi. Con này được made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản nha. Size của nó là size L, chất của nó vẫn là chất sơ mi lụa rất là cao cấp luôn. Các bác lưu ý giúp em nha, chất là chất giống chất sơ mi lụa nha, chứ nó không phải là chất lụa 100% nha các bác. Chất lụa 100% thì nó lại là một cái dòng hoàn toàn khác rồi. Còn sơ mi lụa thì nó không phù hợp để mình mặc mình đi chơi đâu. Đây, chất của nó sẽ rất là mát, và những con này đặc điểm cái của nó là rất khó nhăn nha các bác, rất là khó nhăn, nên các bác cứ mặc thoải mái, đôi khi các bác không phải là đâu. Và những dòng sơ mi như thế này các bác lưu ý giúp em nhé, để bảo quản con sơ mi với cái chất liệu như thế này thì các bác phải là bàn là hơi nhá, bàn ủi hơi nước nhá, chứ các bác đừng có đưa mấy cái bàn là cơ và nó sẽ rất dễ hỏng hạt các bác. Đó, hàng của Nhật Bản made in Japan thì em nhé, cái phối màu thì cũng chẳng có gì để chê, và cái form áo thì quá là đẹp rồi, chất liệu quá là cao cấp rồi. Các bác nhìn cái phối màu này. Rồi mặt A23 cho em nhé. A23 này. Con này 70-80 cân mặc cho em. 70-80 cân nhé. 70-75 cân mặc theo form rộng rãi vui vẻ. Còn 80 cân mặc theo cái form là vừa vặn. Đó, tùy các bác, tùy cái sở thích của các bác nhé.
Nhưng mà những cái dòng sơ mi với cái chất liệu như vậy thì em khuyên các bác thì các bác nên mặc nó rộng rãi một chút thì nhìn nó sẽ ra cái form của áo hơn nhé. Những cái con sơ mi như thế này các bác mặc ôm quá thì nó xấu kinh khủng luôn nha các bác. Với con sơ mi như thế này các bác đừng có mặc ôm vào người quá nhé, mặc rộng rãi một chút, vui vẻ một chút thì nó sẽ đẹp nhé. Tiếp theo này mặc A24 lên cho các bác một con Timberland. Timberland thì hàng của Mỹ rồi, các bác nhiều các bác chơi hàng thì các bác phải biết cái thương hiệu này chứ em. Timberland nha các bác, con này để chất cốt tông luôn, chất cốt tông, một cái logo của Timberland nó thêu cực kỳ đẹp ở áo này. Đây, để mà các bác em sẽ dí cái logo này vào máy, các bác nhìn kỹ cái logo, cái tên thương hiệu cho em nhé. Trước khi các bác mà chưa biết một cái thông tin gì về cái thương hiệu này, bác lên Google bác tra cho em. Thứ nhất là các bác sẽ biết cái giá bán của nó là bao nhiêu và cái thương hiệu của nó giá trị đến nhường nào thì các bác hãy order, hãy đặt hàng nhé. Đây. Tại vì hàng tuyển bên em, thực sự bên em rất là ngại cái trường hợp khách mới vào mua hàng hoặc là khách cũ vào mua hàng mình hoàn mấy cái mã này về cho em nhé. Bởi vì khi mà bên em đã quyết định chốt một cái sản phẩm tuyển như thế này cho khách hàng nào đó thì bên em phải suy nghĩ rất là kỹ, bởi vì một cái sản phẩm như thế này như em đã nói rất là nhiều lần phải ít nhất 5 người đặt hàng nha các bác, chứ không phải là chỉ một người đặt. Đó là cái lý do vì sao mà em rất mong các bác khi mình đã thích một cái sản phẩm nào rồi, mình đã quyết định chốt đơn rồi thì mình vui lòng có cái trách nhiệm với cái đơn hàng đó nha. Hàng của bên em thì cập nhật mỗi ngày thì các bác cứ đợi con hàng các bác thích thì các bác order đi, để tránh mất công đặt hàng dùng hàng nó mất công đó, cho cả người bán hàng, người mua hàng và cả shipper đó. Đây ạ, hệ thống chính hãng của hệ thống tem code chính hãng của nhà Timberland cho em nhé. Phối màu thì cũng rất là đẹp luôn, chẳng có gì để chê với cái sản phẩm này các bác, chẳng có gì để chê cả. Ai mà chê với cái mã này thì em nói thật không nên chơi đồ xi nữa nhé, dừng ngay cái việc chơi đồ xi lại cho em. Nếu mà chơi mấy cái mã như thế này, con này tầm size L cho em nhé, size L này 70-75 cân mặc đẹp nhé. Mã A24 A25 vẫn là một cái phối màu kẻ và vẫn là một cái thương hiệu rất là lớn đến từ Mỹ nha, Hollister USA Mỹ đây nha các bác. Con này trên thông số này là size S nha, size S này thì nó cũng rơi vào tầm size SO, rồi SO thì nó rơi vào tầm size M của châu Á nhé. Con này các bác nào mà cứ tầm 55-60 cân một chút mặc cho em nhé, 1m7 đổ lại, 55-60 cân một chút nha, đâu đó tầm 65 cân đổ lại thì bác nào người gầy gầy gọn gọn một chút mặc cho em nhé. Size M thì phải người gọn gàng nhé, còn size S mặc thoải mái rộng rãi vừa vặn cho em luôn đó. Size của nó là size S nhé. Nói chung là các bác mua hàng, nhất là mua hàng online và đặc biệt là đồ xin, thì các bác phải để ý vào cái bảng số liệu của bên em cung cấp cho các bác. Bởi vì một cái lô hàng trước khi bên em lên line, ngoài cái việc kiểm tra cái chất lượng, cái lỗi của sản phẩm thì bên em phải dành rất là nhiều thời gian để đo từng cái ảo của cho các bác nhé. Chứ không phải là cứ lên bán để tư vấn vớ vẩn cho các bác rồi các bác về không vừa rồi các bác hoàn hàng lại mà em lại lên em nói các bác là không có trách nhiệm trong cái vấn đề mua hàng. Đó là bên em sai, nhưng mà cái này là bên em đo đạc rất là chính xác rồi, đúng không ạ? Hollister nha các bác, logo truyền thống của Hollister nó thêu trên áo này, chất liệu cốt tông 100% và con này chất của nó cực kỳ dày dặn nhé. Đặc biệt những cái sản phẩm mà áo sơ mi của thằng Mỹ thì chất nó làm rất là cứng cáp nha các bác, đó nó hoàn toàn khác với mấy cái thằng sơ mi của Nhật đó. Đó, các bác nhìn không, chất của nó hoàn toàn khác biệt nhé. Nhật thì nó mặc theo cái phong cách mát mẻ vui vẻ một chút, Mỹ thì mặc theo cái phong cách cứng cáp bụi bặm một chút đó. 25 cho em này, 25 300.000 đấy đó, 300.000. Và đây là một trong những cái sản phẩm có thể nói là được làm giả rất là nhiều luôn. Nếu mà các bác ra chợ hoặc ra những cái nơi mà bán đồ xuất khẩu thì cái thương hiệu này nó làm giả là siêu nhiều luôn nha các bác. 26 này, chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Wangler. Con này nó giống y hệt con kia luôn. Hai con giống y hệt nhau nha các bác, Wangler này, không giới thiệu nhiều nhé. Nó cũng là con giống như thế này. Để dơ lên cho các bác xem, các bác này bỏ mã là bán nó hai lần. Rồi con này 26 nhé, 26. Rồi con này em tư vấn các bác là cứ 65-70 cân. Không, con này 60-68 cân nha, 60-68 cân, người gọn gàng chút mặt cho em nha. Các bác lưu ý giúp em nhé, chiều ngang của nó là 50 này. Đó, chiều ngang của nó là 50 nhé. Với cái dòng sơ mi chiều ngang 50 thì bác nào mà tầm 65 cân đổ lại thôi, mà bụng mình gọn gàng một chút thì mình hãy mặc nhé. Sơ mi mà mặc các bác mặc chậm và bụng nó bự ra nhìn nó xấu kinh khủng luôn. Rồi, A26 cho em 280.000. A27 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Mondori Club cho em nhé. A27 này, con này thì cũng mới nguyên tem nguyên mác luôn, hệ thống tem code của Nhật nhé, hàng của nó là hàng của Nhật Bản nha các bác, chất liệu là siêu mát, siêu cao cấp luôn.
quần sơ mi nha các bác, nó rất là sang luôn, nó rất là sang, mặc nó sẽ rất là mát mẻ nha các bác. Rồi chất vải các bác nhìn này, mát, rất là mát luôn. A27 cho em 280.000, mới nguyên tem nguyên mặt cho em nhé, hàng Nhật Bản, chất liệu siêu cao cấp luôn. Có túi trước ngực đây nhé, phối màu này thì cũng gọi là quá là siêu phẩm. Đây, các bác mà còn chê mấy cái mã này thì em cũng không biết phải làm như thế nào. A27 cho em nhé, size L nhé, 70-75 cân cho em. A28 hôm nay chúng bác một sản phẩm thằng Noi Plans, tên nghe có vẻ hơi Pháp Pháp một chút các bác nhỉ. Và thực sự con này thì nó cũng là nhánh, một cái nhánh của cái thương hiệu Pháp ấy. Bởi vì chúng ta sẽ đến với một con sơ mi với cái chất liệu cũng giống như là chất sơ mi lụa luôn này. Siêu mềm, siêu mịn nhé. Đó, rất là sang các bác ạ. Và đây này, nó thêu những cái họa tiết nhỏ trên áo thôi, nhưng mà nó tạo ra một cái điểm nhất, một cái điểm nhấn rất là tinh tế của con áo này. Phối là phối màu khoai môn nhé, màu này màu khoai môn nha các bác. Màu này thì mặc cũng rất là đẹp và nó cũng là một trong những cái phối màu rất là hiếm luôn. Tem cốt đầy đủ này, áo mới 100% cho em nhé, áo mới 100% cho em. Đó, mấy con sơ mi này các bác mặc đi, các bác mặc đi tiểu cho em này, tự tin lắm, mặc mấy con áo đẹp lên người là chắc chắn sẽ rất là tự tin nha các bác. Hệ thống tem cúc của nó cũng làm những cái cúc cực kỳ cao cấp luôn nha các bác. Rồi, mã A28 cho em 300.000 bao ship nha. Con này cứ 70-80 cân, 70 mọc theo cái kiểu rộng rãi phóng khoáng nha. Chuẩn size con này thì cứ 70-80 cân đổ lại mọc cho em. Đẹp không? Rồi đây, dành một sản phẩm dành cho những khách hàng là khó tính này. Giant Valentino này, Italy nha các bác, size L nha. Áo thì cũng mới kính con luôn, áo mới kính con luôn nha các bác. Đây, hàng tuyển đây các bác, hàng tuyển nha. Hàng gì đâu phải chỉ có một Burberry với cả Lacoste đâu các bác mặc mấy cái con áo này lên người cho em đi, nó còn gấp mấy lần mấy cái thằng Burberry với cả Lacoste nha các bác. Đồ gì, riêng cái thằng Burberry Lacoste bây giờ các bác mặc lên người thì nó quá là thường rồi, nó quá là bình thường rồi. Đây, một con Giant Valentino nhé. Con này cái chất liệu thì không bàn với cái chất liệu đấy nhé các bác. Cho các bác xem cái phối màu thôi. Đấy, các bác nhìn không? Đó, con này mới 100% nhé, tem cốt chính hãng của nhà sản xuất đây nha các bác, Giant Valentino đi nhé. Này, cho các bác xem cái chất này. Con này thì các bác nếu mà các bác phải xem trực tiếp thì các bác sẽ không có gì để các bác đắn đo hết. Có thể nhìn trên live thì màu sắc nó không có được rõ ràng chuẩn chỉ lắm, thì đôi khi các bác còn đắn đo nhé. Riêng cái con này bán giá 300.000 và bao ship đấy, các bác một cầm ở ngoài nhé, các bác có tin là 20 người con này chắc chắn là ít nhất 20 người hỏi mã này nhé. Con này các bác nào có 75-80 cân mặc chưa, 75-80 cân nhé. Con này các bác đang tiết kiệm được ít nhất là 1,5 triệu khi các bác mua con này giá 300.000 nha các bác. Đây, đẹp lắm ạ. 29-30 chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Studio Kana. Con này chắc hàng của Nhật Bản rồi. Chất sơ mi của nó rất là mát nhé. Con này được sản xuất tại Trung Quốc cho em nhé, sản xuất gia công tại Trung Quốc nhé. Hệ thống tem trên của nó đây. Chúng ta vẫn đến với một cái phối màu không đụng hàng, rất khó để đụng hàng nha. Chất sơ mi của nó vẫn giống như là chất sơ mi lụa siêu mát nha các bác. Phía trước thì phối họa tiết, phía sau thì màu đen. Người ta nhìn vào phía sau thì nhìn các bác đây, nếu mà người ta nhìn các bác mặc quần áo này, người ta nhìn phía sau thì người ta sẽ thấy các bác là một người hướng nội. Nhưng mà khi người ta nhìn phía trước thì người ta sẽ thấy các bác là một người hướng ngoại rồi các bác. Đó, con này toàn size L cho em nhé. Size L này, con này các bác là 70-80 cân, 70-75 mặc theo rộng rãi phóng khoáng mát mẻ cho em nhé, vui vẻ nhé. Chuẩn size nhất là 80 cân mặc cho em. A31 chúng ta đến với một con sơ mi ngắn tay với cái phối màu cũng không có gì để chê nhé. Không có gì để chê nhé. Dòng Light Scope đây, chúng ta vẫn đến với logo truyền thống của Light Scope, nó thêm trên áo này. Chất thì không có gì để bàn luôn, chất rất là đẹp, nhận hàng chất không đẹp giả lại cho em nhé. Light Scope này, bác nào nhận mấy con này mà chất nó không đẹp thì các bác trả hàng lại cho em và nhắn tin mắng em này, em cũng ngồi em nghe các bác mắng luôn nha các bác. Đây, cúc của nó cũng dập logo của Light Scope này, áo mới kính con nhưng con áo mới luôn, 300.000 và A31 cho em. Phối màu không có gì để chê nha các bác, phối màu không có gì để chê. Đó, em mà săn một con áo sơ mi đẹp thì em mặc mãi, giống như con sơ mi này em đang mặc thì em mặc bao nhiêu lần rồi, mặc bao nhiêu lần rồi các bác vẫn thích mặc. Tiếp theo này, A32 này, chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Void D Home Special. Mấy cái thằng Nhật Bản nó làm mấy cái con này hàng của Hàn rồi, made in Korea, hàng của Hàn Quốc.
vẫn là cái chất liệu rất là mát mẻ, rất là thời trang. Đó, mấy con này các bác mặc cho em nhé, không bao giờ bị đụng hàng luôn, không bao giờ bị đụng hàng luôn nhé. Chất là chất sơ mi lụa nha các bác. Đó. Rồi, con này thì bên em sẽ bán rẻ thôi, con này bán cho bác là 260.000. 260.000 nhé. Con này tầm size XL cho em này, bác nào 70-80 cân, 70-75 cân vẫn mặc theo cái phong cách phóng khoáng, rộng rãi, vui vẻ một chút nhé. Chuẩn size là 80 cân, tùy phong cách các bác nhé. Con này em 75 cân mặc rất là đẹp này, 75 cân mặc vẫn rất là đẹp nhé. Còn chuẩn size là 80 cân cho em. Con này tổng thể áo là cũng siêu mới, siêu đẹp luôn, nhưng mà ở đây nó có dính một vài vết bẩn nhỏ này, đó là lý do vì sao mà em bán 280 nhé. Những cái vết bẩn nó rất là nhiều ở đây thôi, các bác về giặt là nó sẽ sạch, giặt nó sẽ sạch nhé. Bởi vì cái chất liệu như thế này thì nó sẽ không bao giờ nó dính ố được đâu, chắc chắn luôn nha các bác, giặt nó sẽ rất là sạch luôn. Đấy, một con áo hàng tuyển nó có một cái lỗ nhỏ thì mình em cũng phải trừ cái chi phí đi cho các bác nhé, rất là xanh chín luôn. A33 một con hàng của nhà Reitoku nhớ các bác. Ratoku, tem của nó được thêu bằng chỉ kim tuyến. Các bác lưu ý giúp em mấy con sơ mi mà tem mát hoặc thêu bằng chỉ kim tuyến thì chắc chắn đó là một con áo được đầu tư rất là chỉnh chu các bác. Rồi mã A33 cho em nhé. Con này thì tầm size L, size XL cho em nhé. 70-78 cân mặc cho em. 70-78 cân cho em này. Chất vẫn là chất sơ mi lụa truyền thống của đời Nhật Bản cho em. Mặc rất là mát, rất là sang nhé. Mấy con này các bác mặc đi tiệc, đi đám cưới, đám hỏi cho em. Chắc chắn khi các bác mặc lên người sẽ có người hỏi các bác áo này mua ở đâu. Áo này mua ở đâu. Các bác cứ bảo là tôi order ở nước ngoài này nhé. Bởi vì Việt Nam người ta không có bán mấy cái áo này đâu ạ. Phối rất là đẹp, họa tiết trên áo là nó là nguyên một miếng vải luôn nhé. Áo này là không có chuyện là người ta dập ép nhiệt mấy cái họa tiết này đâu, lên luôn nha các bác. Đây là vải nguyên khối, vải nguyên miếng, họa tiết thì nó in trên vải luôn nha các bác, không có chuyện ép nhiệt vào đâu. Đây, mã A33 này. Rồi em lên mã cuối cùng, em lên mã cuối cùng, em tranh thủ em đi cơm, ăn cơm ngay trưa, em chưa có ăn cơm luôn. Chúng ta đến với thằng Tokyo Cross, một con hàng của Nhật Bản luôn cho em nhé. Với cái họa tiết cũng có thể nói là không giống ai, bởi vì nó một quần áo với cái họa tiết cực kỳ hiếm. Rồi, chúng ta đến với hệ thống cúc, cũng là hệ thống cúc rất là cao cấp luôn. Nó làm giống như là cái sơn mài ngọc trai này. Con này thì nó tầm size M, Âu thì nó rơi tầm size XL châu Á rồi các bác nhé. Em nói qua một chút về cái chuyện size số này. Size trên áo này, các bác mua hàng đặc biệt là hàng C nhé các bác, các bác đừng quan tâm tới cái size nó đánh trên áo. Ví dụ con này nó chuẩn size nó đánh trên áo là size M, và người ta tư vấn cho các bác size M là 55-60 cân, các bác mặc con này vào người thì nó bơi trong áo luôn đấy các bác. Nên khi các bác mà mua đồ C thì các bác nên để ý tới cái thông số nhé. Ví dụ chiều dài áo, chiều ngang áo, độ rộng của vai, các bác cứ đo cái áo mà các bác đang mặc, cái áo mà các bác mặc vừa nhất ấy, các bác đo lại cái thông số cho em. Rồi khi các bác mua hàng cứ nhìn với bản thông số đi cho mà mua hàng cho em nhé. Rồi con này em tư vấn các bác là 75-80 cân nhé. 75 cân thì mặc rộng rãi phóng khoáng nhé, chuẩn size là 80 cân mặc trên. Mấy cái dòng sơ mi này thì các bác phải mặc rộng rãi thì nó mới đẹp nhé. Mấy cái dòng sơ mi này các bác đừng nên mặc bó vào người, đừng nên mặc bó vào người nhé. Mặc bó vào người thì các bác cứ mặc mấy cái con cốt tông như vậy nha. Thích mặc bó thì mặc cốt tông nha các bác. Rồi đây là mã cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Rồi theo lịch thì 7 giờ tối mai sẽ lên cho bác một cái lô sơ mi đâu đó hơn 43 sản phẩm để em nhiều. Lô quần kaki nhỉ? Ngày hôm nay em mới khui chiều này xong, và buổi tối và sáng mai thì em sẽ vệ sinh giặt là ủi phạm phim cho bác, thì 7 giờ tối mai thì các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác và kính chúc các bác một buổi tối thật vui bên gia đình này.